Hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô bụi cây màu xanh. Thân cây mình sẽ tô màu nâu. Mái đình sẽ tô màu nâu. Cái này sẽ có màu xám. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.